Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Quốc Việt, 29 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị, tạm trú địa bàn Quảng Nam về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Việt là nhân viên lắp đặt camera của một công ty có trụ sở tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Cuối năm 2020, Việt được giao lắp 6 camera tại nhà của một người dân trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Trong đó có một vị trí nhạy cảm là nơi phòng ngủ. Lợi dụng việc chủ nhà không đổi mật khẩu do công ty lắp đặt cung cấp, Việt đã đăng nhập vào và có được những hình ảnh nhạy cảm của gia chủ. Cùng với đó, do nợ nần không còn khả năng chi trả, nên Việt nảy sinh ý định dùng những hình ảnh nhạy cảm yêu cầu bị hại chuyển 130 triệu đồng để xóa hình ảnh và clip. Khi bị hại mới chuyển được 10 triệu đồng, Việt liên tục nhắn tin đe dọa, nếu không nhanh chóng chuyển tiền sẽ tung clip lên mạng xã hội hoặc bán cho các trang web đổi trụy.